Phụ kiện audio kính chào tất cả quý vị và các bạn của ác cùng em đam mê thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn của ác đã truy cập lại kênh YouTube của phụ kiện audio. JBL là một trong những thương hiệu rất lớn đến từ Mỹ và trong lĩnh vực âm thanh hiện có rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Và clip này thì phụ kiện audio lên cho anh em một cái dòng loa mid bass màng lõm. Một con loa mid bass màng lõm mà anh em có thể thay thế độ chế vào mọi dòng loa khác nhau, sử dụng cho những dàn nghe nhạc này, hát karaoke hay làm loa trợ lời, anh em đều có thể sử dụng được. Và con loa bằng lõm của JBL được thiết kế cũng vô cùng tinh tế và đẹp mắt này, chỉnh chu từ những cái mặt phía trên này, những cái đèn đường gân phía trên này, gân cao su này, hay là màng phía dưới này, đều là những cái dòng vật liệu đặc biệt, anh em nhá. Đấy, xương cũng vô cùng chắc chắn nhá. Hai cầu đấu dây loa đã được đánh dấu âm dương, và cái phía mặt trên này, cái đệm phía trên và phía dưới rất là dày. Phía dưới nó có thêm những cái cao su ở viền ở phía dưới này, nắp và thùng rất là kín, bốn lỗ để cố định vào thùng và bốn góc. Đấy, và thông tin của loa thì được thể hiện rất là rõ ở phía mặt dưới của củ loa. Đấy, thông tin cực kỳ rõ nét nhá. Đấy, nên anh em nhìn không, rất là rõ nét này. Với JBL model là TB010R. Con này là trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 90 decibel và công suất tối đa cho một loa này là 120W. Đấy, công suất là 120W, công suất rất là lớn nha. Để mà thay thế độ chế giống loa thì con này phù hợp với rất nhiều dòng loa khác nhau. Và một cái điểm đặc biệt nữa là tất cả những cái thông số kỹ thuật này nó được thể hiện rất là rõ, cực kỳ rõ nét ở trên mặt của loa, ở mặt phía sau của loa này. Đấy, nó khác hẳn so với những dòng loa kém chất lượng ấy. Những con dòng loa kém chất lượng ấy thì những cái thông số kỹ thuật này thường hay sử dụng là những cái dòng tem dán ấy, tem dán thông tin ấy, mà những cái dòng tem dán ấy thì anh em biết đấy, rất dễ bị làm giả và làm nhái. Còn những cái dòng loa chất lượng cao như của JBL này, thì tất cả các thông số được thể hiện cực kỳ rõ nét nha, và đầy đủ chi tiết này, thông tin của loa trở kháng này, độ nhạy cũng như công suất anh em có thể lắm được nhá. Một cái điểm khác biệt so với những con loa kém chất lượng ấy, gân cao su, gân rất là mềm này, đường kính vành ngang là 11,5, bốn lỗ để cố định vào thùng vô cùng chắc chắn và chỉnh chu như con loa của JBL này, thì rất ít dòng loa mà có được cái chất lượng từ cái cảm quan đầu tiên mà anh em thấy được cái chất lượng của những dòng loa chất lượng cao này, được chỉnh chu nhá. Đấy, từ xương này, nhện phía trong này, đấy, nhện ở trong em nhá, nhìn rõ nhện phía trong này, tất cả rất là chắc chắn nhá, khung xương vô cùng chắc chắn. Đấy, độ chế thay thế hay giống loa anh em cứ đi đúng hai cái cầu đấu âm dương là sử dụng loa chất lượng cao như của JBL này, không hề rẻ. Nhưng những dòng kém chất lượng ấy, nhiều người cứ bảo là tại sao một cặp đấy gần 1 triệu giá lại cao thế, nhưng ngược lại thì tiền nào thì phải đó, chất lượng thì đi đôi với giá trị. So với những cái dòng loa cùng kích thước nó thì một cặp này nó có thể gấp đôi những cặp loa chất lượng kém, nhưng ngược lại chất âm nó lại hay hơn gấp 3 gấp 4 lần. Thà rằng anh em đầu tư một chút để chơi những dòng loa chất lượng cao này còn hơn anh em chơi những dòng loa rẻ nghe nó kém chất lượng một thời gian thì lại bỏ đi, nó rất là uổng. Đấy, đó là thông số kỹ thuật cũng như kích thước của con màng lõm của JBL. Và sau đây thì quý vị và các bạn, các bác anh em cùng trải nghiệm cái chất âm của cái cặp loa mid bass màng lõm của JBL, và sẽ test một chiếc nha để anh em dễ cảm nhận chất âm nhất. Chưa có thùng nữa, khi mà vào thùng của nó kích thước đúng kích thước đó thì chất âm nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Lắp đúng hai cầu đấu dây loa này, âm dương dương này. Vành ngang là có 11,5 thôi, bát trên rất uy tín luôn. Quý vị và các bạn, các bác một cảm nhận chất âm cái dòng loa mid bass màng lõm JBL, một trong những dòng loa danh tiếng đến từ Mỹ. Và con loa mid bass màng lõm này thì anh em có thể thay thế độ chế vào mọi dòng loa khác nhau nha.
chất đâm thì anh em vừa là cảm nhận đấy, test chưa có thùng kín ấy, đó. Và chất đâm nó đã hay như vậy, khi vào đúng thùng đúng kích thước nó thì chất đâm nó được cải thiện hơn rất là nhiều nhé. Đó, và một cặp loa mid bass bằng lõm JBL này, một cặp hai chiếc này là 980 ngàn một cặp, và sẽ miễn phí ship toàn quốc tất cả các vùng miền cho anh em, giá cực kỳ tốt, 980 ngàn một cặp thôi. Anh em nào mà cần một chiếc về độ chế thay thế hay là giống loa cũng có thể gửi cho anh em một chiếc đó. Và mọi thông tin phối ghép cũng như tư vấn đặt hàng thì anh em có thể liên hệ với phụ kiện Audio theo số điện thoại phía dưới này, 0835 31 88 89, cửa hàng là 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn, các bác em có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm nhé. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác em trong những video clip kế tiếp nhé.